Vậy là học sinh là không có góp tiền hả anh Vinh? Đi xem ra góp, đi xe đạp. À. Quay nhiều cảnh mới có được cái phim chứ. Để anh leo lên trên mới được, lên trên lấy xuống cái cảnh trên. Rồi. Học sinh đi học, cái này học sinh đi học nó hơi đông rồi. Đi qua đi lại. Nhưng mà mình lấy nhiều cảnh rồi mình bỏ bớt á. Như vậy đang có chuyện tiền mà đi anh đi giờ này bà xã anh bây giờ nói thì mình tranh thủ vô mà. Với lại lái phà này cũng quen, nãy có mua cho nó có thuốc. Mấy chiếc tàu bây giờ tàu bự lắm chứ nè, chiếc tàu nè, thấy không? Xà lan tàu, cái xà tàu xà lan. Cái này tàu, cái này ghe, nhưng mà ghe giờ nó đóng lớn. Hả?
bự, nó chở xe được mà nè, chở xe du lịch được nè. Hồi xưa thì chẹt tòa nhỏ. Còn nhưng mà không có bắt buộc, còn nhưng mà không có bắt buộc. Những cái lò gạch linen hoặc là xây xác á các bạn, cái này xây xác chứ. Đi trước em hả? Chị đi trước em hả? Giờ con học lớp mấy rồi con? Lớp 10. Đầu năm đi khai giảng vui không? Vui không? Vui hả?
xa xa kia là ghe chở cá tra, cá ba sa mà chưa có chứa nước cá nữa nha các bạn, nó nổ phèo. Bên đây là ghe chở lúa này các bạn. Không lúc mấy được qua cái đò này con, bà này lúc 10 nha. Cháu ở xã nào? Xã Hiệp luôn ha. Sau mấy tháng mà nghỉ hè rồi vô đi học vui không? Vui ha. Ghe chở lúa đó các bạn, rồi là mùa lúa nha. Là cái mặt sau của cái xe, cái ghe chở cá tra, cái ba sa mà lúc mình chưa có chứa cá nước nó đậu phèo đó các bạn. Để trải nghiệm ngày đầu năm học sinh đi học nha. Mấy rồi con? 12. Cháu này như mình đó có ghi hình được lần ngày năm rồi hình như 11 phải không? Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ Vương Quốc Thịnh nữa xin một like một chia sẻ nha. Vương. Cảm ơn đã cho mình ghi hình. Ghi là một cái cảnh quê học sinh đi học vậy thôi. Nhớ cho một like, một đăng ký, một chia sẻ nha. Cái này thầy hay là đi làm? Đi làm, cảm ơn. Mình quay này nữa, mình để lại một kỷ niệm, một cái mình đi học sinh, mình qua cái bến đò, bến phà với con. Kinh của chú là Vương Quốc Thịnh nữa, vô xin một like, một chia sẻ ha. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn đã cho chú Thịnh ghi hình. Mình học lớp mấy rồi? Lớp 10 ha. Dạ. Xã nào? Xã An Hiệp. Đó là một cái hành trình mà bến đò Tứ Phước qua xã An Hiệp ngày đầu năm khai giảng ngày 5 tháng 9 2022 đến đây xin được tạm dừng nha các bạn. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.